Xin chào ba mẹ, lại là mình đây. Và ngày hôm nay, theo nhu cầu của rất là nhiều ba mẹ muốn chuẩn bị một cái set sơ sinh đầy đủ, trọn gói cho một em bé dự sinh vào mùa hè với mức chi phí tiết kiệm nhất, thì ngày hôm nay mình đã giúp ba mẹ lựa chọn một cái set sơ sinh đúng theo cái nhu cầu đó của ba mẹ. Đó là một set sơ sinh đầy đủ, trọn gói cho một em bé dự sinh vào mùa hè với mức chi phí chỉ 1.490.000 thôi ạ. Ba mẹ có thể hoàn toàn sắm được toàn bộ những cái đồ dùng ở trên bàn như này mình đã sắp sẵn cho ba mẹ. Ngoài ra thì khi ba mẹ lựa chọn cái set sơ sinh này thì ba mẹ dành tặng cho em bé của chúng ta một chiếc chậu tắm ạ. Một chiếc chậu tắm rất là to luôn ạ, và nó có cả kèm cả võng tắm, tiện lợi cho ba mẹ khi tắm cho em bé. Sản phẩm này có giá là 250.000 nhưng mà sẽ là miễn phí cho ba mẹ lựa chọn cái set sơ sinh trị giá 1.490.000 bên mình như thế này ạ. Và ngay sau đây thì mình sẽ cùng với ba mẹ đi tìm hiểu chi tiết hơn về từng cái sản phẩm trong cái set sơ sinh này nhé. Để đảm bảo rằng khi ba mẹ lựa chọn sẽ yên tâm, không phải lo lắng bất cứ một cái điều gì cả. Bởi vì những cái món này đều rất là cần thiết này, rất là gần gũi và bắt buộc phải sử dụng cho một em bé được sinh từ khoảng 0 tới 3 tháng là sẽ rất là cần thiết ạ. Đầu tiên thì là ba mẹ sẽ quan tâm đến các loại quần áo mặc cho con. Thì ở đây mình lựa chọn đều bằng cái chất liệu vải cốt tông ạ. Vải cốt tông này co giãn và thấm hút mồ hôi. Đây ạ. Số lượng là 5 chiếc quần và 5 chiếc áo. Đó, rất là mềm mại ba mẹ nhá. Ok. Bao chân tay cho em bé là 3 đôi ạ. 3 set như thế này. 3 set bao chân tay như thế này. Mũ 2 chiếc ạ, và che top dành cho mùa hè không thể thiếu được, đó là 2 chiếc, tổng sẽ là 2 chiếc mũ và 2 chiếc che top ạ. Khăn sữa cho em bé thì có 20 chiếc khăn sữa luôn ạ. Rất là nhiều đúng không ạ? Thoải mái dùng cho em bé luôn. Và khăn cho mùa hè sẽ là khăn 2 lớp, rất là mềm và mỏng thôi ạ. Ngoài ra thì mình lựa chọn thêm cho ba mẹ đó là 5 chiếc khăn sữa đến từ thương hiệu Dogma, có phân biệt bằng chất liệu đẹp hơn một chút và có hình ý, thì giúp ba mẹ có thể là dùng để rửa mặt riêng cho con, không bị lẫn với những khăn khác nha. Ok ạ. Nữa đó là tã và khăn tắm cho bé. Thì các em bé sơ sinh bắt buộc phải dùng tã đúng không ạ? Dùng tã quấn trong khoảng 1 tháng đầu sau sinh. Và khăn tắm ạ, khăn tắm bằng vải xô khổ to như thế này thì mình chuẩn bị cho mẹ là 2 chiếc ạ. Ok. Ỏm quấn bé 1 chiếc ạ. Khổ rộng ba mẹ nhá. Mẹ có thể dùng làm chăn đắp cho con trong mùa hè cũng được này. Đó, số lượng là 1 chiếc ỏm ạ. 1 chiếc khăn vừa làm khăn quấn vừa làm khăn ỏm cho bé, khổ siêu to luôn đó. Thì ba mẹ yên tâm, đó là khi mà lựa chọn một set sơ sinh thì bên mình luôn luôn cố gắng làm thế nào để tiết kiệm nhất và đầy đủ nhất cho ba mẹ. Miếng lót chống thấm trong mùa hè thì không thể thiếu miếng lót chống thấm, bởi vì nhiều khi em bé không đóng bỉm hoặc ạ, thì ba mẹ có thể là sử dụng chống thấm này để tránh cái việc em bé tè ra giường của ba mẹ. 1 chiếc chăn lưới. Chăn lưới này thì ba mẹ yên tâm nha, dùng được từ sơ sinh đến lúc khoảng 2-3 tuổi luôn cũng được. Các con có thể là đắp này, cuốn này, làm khăn đa năng khi ra ngoài. Và đặc biệt những hôm nào mà bật điều hòa chẳng hạn thì mẹ bắt buộc sẽ dùng chiếc khăn đúng không? Không lo con bị ngạt với khăn lưới rất là thoáng này. Tã lót sơ sinh hay là lót phân su dùng trong những ngày đầu sau khi sinh. Và khăn vải khô đa năng, đây đều là những thương hiệu bên mình sản xuất. Có cái thương hiệu mác ở đây là gấu đôi ạ. Mẹ sẽ yên tâm khi lựa chọn, bởi vì đã lựa chọn cho ba mẹ khi sử dụng em bé là sẽ phải đảm bảo an toàn và mềm mại nhất rồi ạ. Một bộ chặn có kèm gối nõm giúp các con ngủ ngon hơn trong những ngày đầu sau sinh. Ok, một bịt bỉm đến từ thương hiệu Bobby. Một bịt bỉm nót đến từ thương hiệu Bobby rất là phổ biến rồi, gần như mẹ nào cũng biết đến thương hiệu này đúng không ạ? Vô cùng an toàn và gần gũi các con. Quần đóng bỉm ạ. Quần đóng bỉm như thế này để các mẹ dán miếng bỉm vào đây nha. Okay. Mình còn chuẩn bị cả một chiếc chậu tắm. Xin lỗi ạ, một chiếc chậu rửa mặt cho em bé đến từ thương hiệu Irochi của Nhật Bản. Rất là xinh xắn thôi nhưng mẹ sẽ dùng để rửa riêng cho con, vừa an toàn vừa sạch sẽ nhé. Đây là hàng đảm bảo chất lượng ạ. Một chai sữa tắm của thương hiệu Pigeon. Một chiếc bình sữa xinh xắn, nếu trong trường hợp các con chưa chịu ti mẹ hoặc là mẹ chưa có sữa về thì mẹ lên có một chiếc bình này. Gạc dơ lưỡi vệ sinh cho bé. Móc và kẹp móc ạ. Ok. Và một chiếc làn. Một chiếc làn siêu to luôn. Mẹ đựng được toàn bộ những cái đồ ở đây để mang đi viện hoặc là để tại nhà khi em bé còn nhỏ. Rất là gọn gàng. Đó. Mẹ thấy không ạ? Một set sơ sinh với giá chỉ 1.490.000 thôi, nhưng mình có thể sắm được toàn bộ những cái đồ dùng rất là cần thiết, rất là gần gũi và đảm bảo rằng em bé nào cũng phải cần trong giai đoạn sơ sinh. Và mẹ nhớ ạ, sẽ được tặng thêm một chiếc chậu tắm như thế này nữa. Một chiếc chậu tắm này có giá thị trường khoảng 250.000, nhưng ở trong set sơ sinh này khi mẹ lựa chọn tại Gấu Đôi sẽ được tặng hoàn toàn miễn phí ạ. Mẹ yên tâm chưa ạ? Đó, mẹ có thể là quan sát kỹ hơn hoặc là tìm hiểu kỹ hơn về set sơ sinh này, thì mình có thể tư vấn cho ba mẹ những cái gam màu hồng dành cho bé gái và gam màu xanh, màu trắng cho bé trai.
giá trị 1.490.000 một set sơ sinh đầy đủ trọn gói, tặng kèm chậu tắm